Kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. CPP mở lại trung tâm ghi danh nhập cảnh ở phi trường LAX. F-35 của Mỹ không bay lúc trời có sấm sét do lỗi hệ thống nhiên liệu. Mỹ ghi nhận hơn 45.000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất suốt đại dịch. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Các thư vị quan thuế và biên phòng Hoa Kỳ viết tắt là CPP công bố hôm thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, sẽ mở lại trung tâm ghi danh nhập cảnh quốc tế ở phi trường LAX vào ngày 6 tháng 7. Theo thông cáo của CPP, cơ quan này sẽ đóng trung tâm ghi danh nhập cảnh ở Long Beach, chỉ mở lại trung tâm ở phi trường LA để giảm nguy cơ hành khách và nhân viên bị nhiễm COVID-19, theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế. CPP cho biết họ tạm ngưng chương trình Trusted Traveler Program vào ngày 19 tháng 3 để giảm rủi ro cho hành khách và nhân viên. Chương trình này có mục đích giữ an ninh thương mại và nhập cảnh cho Hoa Kỳ. Đến ngày 6 tháng 7, hành khách sẽ được phỏng vấn tại phi trường LA và phải ghi danh trước khi đến Hoa Kỳ qua chương trình này. Ngoài ra, CBP còn có một số biện pháp để giúp hành khách và nhân viên giữ khoảng cách cũng như là giữ an toàn cho họ khi mở lại các trung tâm ghi danh nhập cảnh nhân viên cpp phải đeo khẩu trang loại được cpp chấp thuận khi tiếp xúc với công chúng hành khách phải đeo khẩu trang khi ghi danh nhập cảnh và phải tuân theo quy định của california cũng như là quy định của trung tâm phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc không chỉ vậy cpp còn cho hành khách lấy hàng ít hơn bỏ giấy ghi danh giảm số ghế trong khu vực chờ và lắp đặt kính tại các quầy cơ quan này vẫn sẽ lấy dấu vân tay của những người ghi danh cho chương trình này trong khi đó thì các chiến đấu cơ F-35 Lightning II được coi là tân tiến nhất thế giới bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ sau khi có một lỗi của chiếc phi cơ được tìm ra là có thể bị phát nổ lúc đang bay giữa trời nếu bị sát đánh. Theo công ty sản xuất là Lockheed Martin cho hay hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6, công ty này đã ngưng việc bàn giao các phi cơ F-35 cho không quân Hoa Kỳ trong phần lớn là tháng 6, nhưng nói rằng có hai chiếc đã giao hôm thứ Ba theo bản tin của hãng thông tấn gpi Công ty Lockheed nói rằng chiếc F-35A loại được sản xuất cho không quân Hoa Kỳ không nên bay trong khu vực cách nơi có sấm sét hoặc là giông bão khoảng 25 dặm cho tới khi các lỗi liên hệ đến hệ thống nhiên liệu của phi cơ được giải quyết xong. Lỗi lầm trong việc chạy đường ống dẫn khí nitrogen vào bình chứa nhiên liệu để ngăn ngừa việc có thể phát nổ được điểm tìm thấy trong 14 của 24 chiếc F-35A trong một đợt bảo trì bình thường tại căn cứ không quân Hill ở tiểu bang Utah. Vấn đề này được thấy trước đây và cũng khiến phải có dùng biện pháp giới hạn bay xảy ra cách đây mấy năm và hệ thống OBGGS được vẽ kiểu lại vào năm 2014. Điều khôi 2 là loại phi cơ này được đặt danh hiệu là Lightning II, nghĩa là sấm xét 2. Không quân Hoa Kỳ dự trù mua 1.763 chiếc F-35A Lockheed Martin, theo giao kèo ký kết, sẽ bàn giao 141 chiếc F-35 đủ loại cho quân đội Mỹ trong năm 2020. Tuy nhiên, chỉ tiêu này chắc chắn sẽ khó đạt được, một phần cũng vì các nhà cung cấp phụ tùng sản xuất gặp trở ngại do đại dịch Covid-19, theo công ty cho biết hồi tháng 5 vừa qua. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì Mỹ ghi nhận 45.242 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày thứ Sáu, mức tăng cao nhất trong một ngày trong suốt thời đại dịch. Theo thống kê của Reuters, con số này đưa tổng số người Mỹ đã xét nghiệm dương tính lên ít nhất là 2,48 triệu người. Kỷ lục mới về số trường hợp xét nghiệm COVID-19 dương tính được báo cáo vào lúc một số tiểu bang ở trung tâm của đợt gia tăng này đã lùi bước trong những nỗ lực nhằm giảm bớt các hạn chế đối với các doanh nghiệp. COVID-19 là bệnh về đường hô hấp do coronavirus gây ra. Tiểu bang Florida ban hành các quy định mới sau khi ghi nhận con số gây kinh ngạc là 8.942 trường hợp COVID-19 mới, làm lưu mờ con số kỷ lục một ngày 5.500 ca mà tiểu bang này ghi nhận vào ngày 24 tháng 6. Thống đốc của bang California là ông Gavin Newsom vào ngày thứ Sáu nói rằng quận Imperial phía đông nam của thành phố LA ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus đến mức ông đã khuyến nghị họ ban hành một lệnh ở nhà nghiêm ngặt mới. Các quan chức y tế của quận sau đó cũng ra thông báo trên Twitter rằng lệnh ở nhà được áp đặt vào tháng 3 vẫn được giữ nguyên. Ông Newsom cũng đã tạm ngừng cho phép các quận tiếp tục mở cửa nền kinh tế trở lại để ứng phó với các trường hợp nhập viện gia tăng vì COVID-19. Còn tiểu bang Texas trước đó là một trong những tiểu bang đầu tiên loại bỏ các hạn chế được định ra để kiểm soát đại dịch, cho phép các quán bar mở cửa trở lại vào tháng 5. Kể từ đó, thì tiểu bang này đã chứng kiến các trường hợp mới tăng vọt, báo cáo là 5.996 trường hợp trong ngày thứ năm. Tiểu bang Texas cũng chứng kiến số ca nhập viện kỷ lục trong hai tuần qua. Gần 125.000 người Mỹ đã chết vì Covid-19 là tỷ lệ tử vong cao nhất được biết tới trên toàn thế giới. Bất chấp những tin tức ảm đạm từ Texas, Florida và các nơi khác, Tổng thống Donald Trump ngày thứ Sáu đã nói Mỹ đã trở lại sau cuộc khủng hoảng vốn đã khiến nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế bị đình trệ và khiến hàng triệu người thất nghiệp. Phó Tổng thống Mike Pence nói tại Texas và Florida rằng Chúng ta đang thấy càng ngày càng nhiều người trẻ dưới 35 tuổi xét nghiệm dương tính, trong nhiều trường hợp họ không có triệu chứng cũng báo cáo số ca nhiễm tăng kỷ lục trong tuần này có các tiểu bang như Alabama, Arizona, California, Georgia, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, Tennessee và Wyoming. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.